Các địa phương đang tích cực triển khai nhiều hoạt động, phần việc thiết thực nhằm chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công nghệ thông tin, mạng xã hội đã góp phần tích cực vào hoạt động tuyên truyền về dịp kỷ niệm trọng đại của tỉnh. Những ngày này, nhiều hoạt động thiết thực đang được chi bộ thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát triển khai hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Chi bộ phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách nhóm hộ, tập trung tuyên truyền mọi người dân về lịch sử phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Hướng tới 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh thì ở thôn chúng tôi là vận động nhân dân phát triển kinh tế, tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn bản. Và điển hình có những hộ thu là xít soát 200 triệu trên một năm, tiền lãi đấy. Để tạo khí thế thi đua trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đặc biệt là phát huy vai trò của mạng xã hội Zalo để đưa thông tin đến với đảng viên và nhân dân một cách chính xác, nhanh chóng nhất. Trên các cái phương tiện thông tin đại chúng như là các cái fanpage của xã, cũng như là các cái nhóm Zalo, rồi đài truyền thanh của xã cũng đã thường xuyên có những cái bài viết tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện, cũng như là của xã, và đặc biệt là các cái mốc son lịch sử của Đảng bộ tỉnh trong 75 năm qua. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh ủy, công tác tuyên truyền đã được huyện Bát Sát triển khai một cách thiết thực hiệu quả. Đã có hàng trăm tin bài tuyên truyền được truyền tải tới nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh thì chúng tôi cũng có những đổi mới về công tác tuyên truyền, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền qua hình thức 4.0, ví dụ như là thông qua các fanpage, các cái trang nhóm Zalo, và đồng thời là cũng trên hệ thống phát thanh chúng tôi cũng là có chủ động bằng các thứ tiếng hoặc là các hình thức trực quan khác để cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên chúng ta biết được, để chúng ta có quyền tự hào về lịch sử 75 năm cũng như là tiếp tục phấn đấu thực hiện để góp phần xây dựng Bát Sát ngày càng giàu đẹp hơn. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú, lịch sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh qua 75 năm đã tới được với toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, tạo được khí thế động lực mới, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.